có 9 cây đáng để chơi. Đấy, cây này là anh em xem nhé, vành gốc 17, vành gốc 17, đây có cây tử, không thích thì cắt bỏ cũng được không sao, thoát thân này, thoát thân 20 các bạn ơi, lẽ ra 21, đây 21 này, có 21, lên trên này nó có một cái cành nữa, tổng cao các bạn nhé, tổng cao 80 phân, tính cái chóp này đi, còn cái cốt chính nó, cốt chính là đi 64. Điểm này rồi, vậy thì mình vừa mới chia sẻ cho anh em là có 9 cây thôi, gặn đục khơi trong, cây nào đẹp thì anh em giao lưu với nhau. Thì cách mua như sau nhé, anh em mua thì hãy nhớ rằng là chụp màn hình cây mà chậu các anh em muốn giao lưu, sau đấy là gửi vào Zalo cho mình, gửi Zalo, sau đấy là mình sẽ báo giá cho anh em. Đấy. Báo giá thông tin Zalo nhé. Đấy, lô này xứng đáng để chơi. Thôi, cảm ơn cả nhà nhé. Thế thì cái cách để các bạn đặt hàng như sau. Khi các bạn xem được video đến đoạn này thì các bạn cho dừng lại video, sau đấy các bạn chụp màn hình. Các bạn đánh dấu vào tôi. Gửi vào Zalo rồi 0971286303.